Ta nói rồi mà, vừa vừa thôi là được. Ta phối hợp với huynh thôi mà. Còn đặc biệt dán cái lá vào cho huynh đó. Huynh ấy à, tốt nhất là nghi ngờ cho đúng. Nếu không thì ta hy sinh ở Lục Thú Môn quá nhiều. Ai hy sinh nhiều chứ? Ta. Cứ yên tâm đi, ta không làm chuyện vô dụng bao giờ. Dựa trên thời gian và sự việc đã biết, bản thể của yểm này bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện. Thứ nhất, 3 năm trước cũng từng đến Bích Thủy Nhai. Thứ hai, bình thường có thể tiếp xúc với đủ thứ người. Thứ ba, có quan hệ không tầm thường với cô, thậm chí khó chịu giữa trạng thái giữa ta và cô. Cho nên giờ chúng ta cần ôm cây đợi thỏ. Tối ta ngủ đâu đây? Huynh không về Bí Nguyệt Lão à? Ta mà về Bí Nguyệt Lão thì ai mà tin cái bẫy này nữa? Ồ, cũng phải. Vậy giúp giả cho huynh trải khăn nằm dưới đất vậy. Từng này là đủ rồi. Đừng khách khí với ta. Cho ấm. Thực sự mong có thể nhanh chóng bắt được cái yểm này, để còn giải quyết mấy chuyện rối loạn trước mắt. Yên tâm đi, sắp rồi. Đồng Linh, đợi pháp thuật của huynh được khôi phục rồi, có thể giúp ta khôi phục ký ức không? Sư phụ ta từng nói, có những lúc quên đi hạnh phúc hơn là nhớ. Có những chuyện xảy ra, tức là có đạo lý của nó. Nhưng mà ta muốn biết cuối cùng, rốt cuộc sư phụ đã nói gì với ta. Ta đồng ý với cô, đợi sau khi ta khôi phục, ta sẽ tìm lại ký ức cho cô. Ngủ đi. Tên ẻo lả, quên phải cẩn thận. Trời sinh vạn vật, có nhân có quả. Xem ra quả nhiên là có đạo lý của nó. Đồng công tử, ta đẹp không? Để ta trang điểm giúp cho. Đây là lần thứ hai ta mặc đồ cưới rồi đó. Có thể tên yểm đó đang trốn góc nào đó quan sát. Nhìn cô mặc áo cưới, chắc sẽ không bình tĩnh nổi đâu. Vừa rồi làm sao vậy? Không phải là mình... Há miệng. Ta đợi cô ở ngoài.
vừa rồi làm sao vậy? Thay xong rồi. Ta rất thích màu này. Thế nào? Ta đẹp không? Đẹp. Đẹp. Ta thử đúng rồi. Địch đã cắn câu. Đồng Linh. Lâm Bổ Đầu, quả nhiên là ngươi. Đại sư huynh, huynh đã bị thương nặng vậy rồi thì đừng cố nữa, có khi là khí huyết ngưng động, có nội thương. Thuốc trị thương của ta có tác dụng với thần tiên như huynh không? Pháp thuật của huynh dùng thế nào vậy? Thế này hay là thế này? Ta dạy cô. Nhìn kỹ nhé. Thế này. Rồi thế này. Đồng Linh. Không sao, mình nhớ được. Mình làm được. Đồng Linh, giết hắn đi. Vậy ngươi mới có thể độc chiếm cô ấy. Giết hắn đi, cô ấy sẽ là của ngươi. Sao ngươi không giết hắn đi? Im đi. Ngươi ra đây cho ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Ra đây. Ta là dục niệm trong lòng ngươi, là mong muốn tranh giành khi ngươi không có điều gì đó. Rõ ràng ngươi đã sắp thành công, tại sao không tiếp tục? Ngươi, là ngươi đã khống chế ta. Ta đang giúp ngươi. Nếu muốn có được chân tâm của cô ta thì phải giết hắn đi. Nếu không, ngươi mãi mãi chỉ có thể là đại sư huynh của cô ấy. Ngươi cũng sẽ mãi mãi không thể ở bên cô ta. Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy cả đời sao? Nghiệt lão con công, ông mau xem bao giờ mình ấy có thể tỉnh lại. Cái này tạm thời không đoán được. Với thể chất của nó ngày xưa thì không thành vấn đề, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn nửa thân lồng cốt, chắc chắn là yếu hơn trước nhiều. Vậy trả nửa thân lồng cốt cho huynh ấy đi. Không được, không được, không được. Lấy cốt của người sống thì chết chắc. Nếu cô hy sinh tính mạng để cứu nó thì nó phải sống sao? Lý cô nương, nhưng cô cũng đừng lo. Có một điều ta dám bảo đảm với cô, tên nhóc này chắc chắn không chết được. Nhưng mà bao giờ tỉnh lại thì ta không biết. Nghĩ cách đi mà. Ta thực sự không có cách nào. Tất cả phải xem cái số của nó thế nào. Nguyệt lão công công, ông.
Huynh nhất định phải khỏe lại. Ta còn đợi huynh tỉnh lại cùng huynh đi tìm ký ức 3 năm trước mà. Huynh không được nuốt lời. Huynh đừng quên, huynh là rồng tu tiên, không thể lừa được, biết chưa? Ta vốn đã nói ta là cô tinh thiên sát. Ta vừa nói muốn gả cho huynh, huynh đã xảy ra chuyện. Vậy chẳng thành ra chứng minh chuyện ta là khắc tinh à? Cho nên huynh nhất định phải tỉnh lại. Sư huynh, huynh tỉnh rồi à? Nhất Nguyệt, ta... Sư huynh, không cần nói nữa, ta hiểu cả mà. Sư muội, đúng là si mê quá. Lâm Bổ Đầu, ta sẽ không sợ người nữa đâu. Ngươi chỉ là ảo ảnh trong lòng ta. Chỉ cần ta không bị ngươi khống chế nữa, ngươi cũng sẽ hết cách. Vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện để tiểu sư muội bình tĩnh nhiều năm bị người ta cướp đi vậy sao? Tên nam nhân cô ta thích không hề đáng tin. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ hại chết cô ta. Sai rồi, kẻ muốn hại cô ấy là ngươi. Ta phải tin tưởng sư muội. Ta không thể làm hại sư muội. Ta phải tin tưởng sư muội. Ta không thể liên lụy đến mọi người. Không thể làm liên lụy Lục Tiếu Môn. Cô vẫn luôn ở đây sao? Huynh tỉnh rồi à? Tốt quá rồi, tôi chưa khắc chết huynh. Cô mạnh tay thêm tí nữa là rách vết thương của ta đó. Xin lỗi. Huynh dậy đi, ta thay thuốc cho huynh. Huynh làm ta hết cả hồn. Nguyệt lão công công nói vết thương của huynh phải chữa từ từ, nhưng giờ xem ra có vẻ không nghiêm trọng như ta nghĩ. Cô còn không tin ta nữa à? Chúng ta cởi đồ ra cái đã. Ta băng bó lại cho huynh. Nói cởi là cởi, liệu có phải không ổn lắm không? Cởi đến đây rồi mà dừng thì ngại quá nhỉ? Làm sao? Huynh đừng nghĩ linh tinh. Huynh làm gì vậy? Lý Nhất Nguyệt, cô có từng nghĩ đến việc nghĩ đến cái gì? Cô có từng nghĩ đến việc tu tiên không? Cô xem bây giờ, cô có thể biến vết thương lớn thành vết thương nhỏ rồi. Cũng có năng khiếu lắm mà. Không hứng thú. Tu tiên có thể kéo dài tuổi thọ, bao nhiêu dương tước cầu còn không được. Sống lâu thì có gì hay? Người sống tầm 100 năm, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật. Ta cứ cố sống đến ngàn năm vạn năm, tới lúc đó bạn bè người thân đều không còn trên đời. Sẽ chỉ còn mỗi mình ta. Cô vẫn còn ta.
Cái gì chứ? Ta... Một người bạn như ta. Bạn hả? Một người bạn không đủ đâu. Trừ khi là người trong lòng. Cái đó thì đúng là chỉ có thể một người, không có nhiều được. Hôm qua ta đến Lục Phiến Môn hỏi rồi, sư huynh ta mãi không về. Nếu có tin gì, Bảo ca sẽ đến Miếu Nguyệt Lão tìm ta. Đau hả? Xin lỗi, xin lỗi. Vẫn đau à? Đánh huynh nè, dám lừa ta. Ta đùa thôi. Đáng đời huynh. Có phải từ lâu huynh đã biết bản thể yểm nằm trong người sư huynh ta không? Đúng mà cũng không đúng. Nghi ngờ hẳn chín phần, nghi ngờ người khác đại khái là một phần. Có phải huynh nhận ra sư huynh ta có tình cảm sâu sắc với ta không? Vậy là biến mình thành mồi, gặp nguy hiểm cũng không chạy, ở lại cho sư huynh ta đâm. Muốn dựng rắn ra khỏi hang, kiểu gì cũng phải cần có người làm mồi mà. Nếu không để mà cô đối diện với nguy hiểm, chẳng phải là ta thất trách hay sao? Cô sót ta đó hả? Không chỉ xót xa. Khi huynh hôn mê, ta còn sợ liệu huynh có. Nhưng mà ta biết là huynh chắc chắn không sao đâu. Dù gì cũng đã chém gió rồi, sống trăm ngàn năm có cái gì mà chưa thấy nữa. Chắc là tiểu cô nương, tiểu tức phụ đều gặp nhiều rồi. Cô yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho cô lo lắng nữa đâu. Dù sao cô cũng là người bạn duy nhất của ta ở nhân gian. Ta phải chăm sóc cho cảm nhận của cô. Quynh dậy đi. Được, vậy người bạn duy nhất này đa tạ Quynh. Còn cái gì mà ông Mai kim bài? Tình cảm của người khác thì nói hay lắm. Đến lượt mình, Quynh chẳng hiểu gì cả. Kìa, cô đi đâu đó? Đi dọn hậu quả của sư huynh ta gây ra. Không tìm được Quynh ấy, ta cũng sẽ tìm được người bị nhập. Kìa, Lý cô nương, về rồi à? Nguyệt Lão công công, nè. Wow, được quá, Lý cô nương. Cô đáng tin hơn đồ chi của ta nhiều. Nhất Nguyệt, ăn cút không? Chuyện nên làm thôi mà. Lục Phiến Môn chúng ta tuyệt đối không cho phép thứ này lan truyền gây quả. Ta xử lý nó hết nhé. Quýt. Ây da, đúng là người trong cuộc mơ hồ, kẻ đứng xem hiểu rõ. Đồ Nhi, con đắc tội cô nương nhà người ta rồi, còn không mau đuổi theo đi. Ây vô, cô nương không ăn cái này thì xem như hiếu kính sư phụ đi. Rốt cuộc mình đã làm gì chọc giận cô ấy chứ? Chẳng làm được việc gì chỉ ở đó làm gứa mắt. Quynh có thể đứng lên không? Không thấy ta đang lau dọn sao? À.
Nhất Quyệt, cô yên tâm, ta nhất định giúp cô tìm ra sư huynh. Coi như huynh biết điều. Đúng là huynh nên nhanh lên, nếu không không biết được đại sư huynh ta bị yểm hành đến mức nào. Bên này, huynh tự dọn dẹp đi. Sư muội, báo ca, sư muội, sư muội không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sư huynh nói muốn truyền vị trí tổng bổ đầu lại cho muội. Cái gì? Các vị đồng liêu, thấy chữ như thấy người. Khi mọi người nhìn thấy thư này, ta đã rời khỏi Lục Phiến Môn. Đừng đi tìm ta. Chức vị tổng bổ đầu Lục Phiến Môn tạm thời do sư muội ta Lý Nhất Quyệt làm thay. Sư muội, xin lỗi, lúc trước không tin muội, để thứ quỷ quái đó lộng hành, nhập vào những người dân thường, ảnh hưởng đến người vô tội, gây ra nhiều bi kịch. Để bù đắp sai lầm của mình gây ra, ta sẽ nghĩ cách kết thúc chuyện này, để không phụ dạy dỗ của sư phụ, cũng không phụ sự tin tưởng của mọi người. Sư huynh đi đâu rồi? Ta cũng không biết. Sư mẫu không biết. Sư huynh không để mắt đến huynh ấy chút chứ? Ta trong nỗi huynh ấy chắc. Nhất Quyệt, cô bình tĩnh đã. Muốn tìm người phải có cách. Khoan đã, hai người đang nói gì vậy? Ta không sốt ruột mà được à? Nhất Quyệt, sốt ruột là sao? Ta biết ngươi ở đó. Ta đã có cách loại bỏ ngươi. Mau lăn ra đây. Ngươi phát điên gì đó? Không đi giết tên giả chết tiệt kia, chẳng lẽ định kết liễu chính mình à? Ba năm trước, ta cùng sư muội theo sư phụ đến Bích Thủy Nhai tra án, nhưng vì ta bị đánh lén, không thể không tạm lui trên đường đi điều tra. Đợi đến khi ta mang người đến cứu viện, sư phụ đã hy sinh, sư muội cũng trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Sư muội, sư muội, sư muội, sư muội. Lục diệm của ngươi, ta nghe thấy rồi. Khi đó sư phụ ta nghĩ tự sát là có thể tiêu diệt ngươi. Thật ra ngươi luôn trốn bên trong cơ thể ta, mai phục suốt 3 năm đúng không? Không hổ là tổng bổ đầu, ngươi đã biết cả rồi, thì ta cũng chẳng cần giấu nữa. Dục niệm là dục niệm của ngươi đã cứu sống ta. Thật kỳ lạ. Rõ ràng khi đó ngươi có dục niệm mạnh như thế, nhưng sau khi về thì lại vô dục vô cầu như một tên hòa thượng, hại ta đến tận bây giờ mới miễn cưỡng hồi phục. Nhưng mà không sao, tất cả vẫn còn kịp. Ta cho ngươi sức mạnh của ta, ta giúp ngươi giết tên khốn đó, đoạt lại tiểu sư muội của ngươi. Ta đã nói rất nhiều lần, ta sẽ không hợp tác với ngươi đâu. Ngươi chẳng có khí phách gì cả. Kẻ không có khí phách là ngươi mới đúng. Ta không phối hợp đến mức đó. Tại sao ngươi không bỏ đi? Ngươi không muốn làm hay không làm được? Lúc trước sư phụ ta tự sát chưa diệt được ngươi, vì sau khi người chết ngươi đã nhập vào ta. Nhưng nếu ta tìm một nơi không có ai để chết, thì ngươi sẽ không nhập vào người khác nữa đúng không? Ngươi điên rồi hả? Ngươi làm như vậy sẽ chết đó. Họ Lâm kia, ngươi không sợ chết sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn thứ gì sao? Nếu muội thực sự không lấy được chồng, thì cứ ở lại Lục Phiến Môn, đám sư huynh chúng ta nuôi muội cả đời. Đúng đó, không lấy được chồng cũng không sao. Còn các sư huynh mà, chúng ta cùng phá án, cùng bắt người.
thứ ta muốn, chưa từng mất bao giờ. Sư huynh, tất cả đều qua đây. Đại sư huynh, huynh đừng kích động. Ta xem thư huynh viết rồi, ta biết huynh muốn giải quyết yểm. Yểm? Thứ này là yểm? Đúng vậy, thứ này tên yểm, không phải thứ phàm tục. Lấy dục vọng, ác niệm làm thức ăn, làm loạn khắp nơi để trở nên mạnh hơn, làm bổ đầu. Lúc trước huynh chính vì bị nó ảnh hưởng. Đừng qua đây. Sư huynh, huynh nghe ta nói, huynh không cần chết. Đồng linh có cách đối phó với thứ này. Hắn biết rốt cuộc ngươi là ai. Ta không phải người phàm, mà tiêu diệt thứ này chính là chức trách của ta. Sở dĩ ta định chuyện chung thân với Lý cô nương, chẳng qua là phát hiện bản thể của yểm luôn bị cô ấy ảnh hưởng. Đúng đúng đúng, sư huynh, ta chưa từng định gả cho huynh ấy. Đó chỉ là giở kịch của chúng ta thôi. Chỉ cần huynh khiến yểm không nhận được sức mạnh nữa, chúng ta sẽ có cách khiến nó rời khỏi huynh. Làm bổ đầu, huynh không cần lấy cái chết để chứng minh. Sư huynh, sư muội, không kịp nữa rồi, ta đã bị yểm khống chế nghiêm trọng. Không đâu sư huynh, huynh tin chúng ta đi, lần này nhất định có thể tìm ra cách giải quyết. Đúng không đồng linh? Chuyện đã đến nước này, sư muội, ta sẽ không để muội phải chịu tổn thương gì nữa đâu. Dù ta có chết, cũng sẽ không để thứ chết tiệt này muốn làm gì thì làm. Nhất quyết cẩn thận. Đồng linh, đồng linh, huynh không sao chứ? Đồng linh, không sao, chỉ là động chân khí thôi. Sư huynh, Lâm Kỳ, người quá ngây thơ, quá coi thường ta rồi đó. Ngươi chỉ là một tên phàm phu tục tử. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ với sức của mình ngươi là có thể diệt ta sao? Vạn vật trên đời đều có quy luật. Ngươi coi thường ta, phàm phu tục tử, nhưng vẫn phải bám vào ta để tạm bợ qua ngày đó thôi. Sư huynh, sư muội, muội yên tâm, nếu có cách áp chế thứ này, ta nhất định sẽ diệt sạch nó, tuyệt đối không để muội chịu tổn thương nữa. Sư huynh, đồng linh, đồng linh. Vẫn chưa tìm được sư huynh con sao? Sư mẫu, người những người trước đi ạ. Chúng con sẽ tìm ra huynh ấy, người đừng lo. Con nói thằng bé này rõ ràng là bình thường, nó trưởng thành nhất trong số các con. Sao tự nhiên, sư mẫu? Người yên tâm, con nhất định sẽ tìm sư huynh về. Người nghỉ ngơi đi. Nếu đại sư huynh về để thấy người lo lắng như vậy, ngược lại sẽ không yên lòng. Sư mẫu, người đi nghỉ ngơi trước đi, không sao đâu, ta đợi các con. Yên tâm giao cho chúng con. Vết thương của huynh còn chưa lành, phải cẩn thận đó. Đừng để sư huynh ta còn chưa có tin tức gì, huynh lại xảy ra chuyện. Khi đó tình hình nguy cấp, ai biết huynh ấy sẽ làm gì chứ? Chẳng lẽ huynh ấy vẫn muốn đồng quy vô tận với yểm sao? Ta thấy sư huynh cô chỉ không muốn liên lụy đến cô. Nếu là ta, ta cũng sẽ chọn như vậy. Chỉ cần dân chúng kinh đô bình an, dù có chết cũng đâu có gì đáng sợ. Phạm nhân chờ chết không phải là bình thường sao? Ta là phạm nhân bình thường sao? Ta chỉ sợ cái chết không có ý nghĩa gì thôi. Dù gặp nguy hiểm thế nào, khó khăn thế nào, cô cũng một lòng muốn cứu người, chưa từng lùi bước. Nhưng cô cứ tỏ ra mạnh mẽ như thế, cũng sẽ mệt mà. Nhất Nguyệt, cô có từng nghĩ đến chuyện, lại nữa, ta nói rồi, ta không muốn tu tiên. Nhưng cô cứ hành xử thế này, kiểu gì cũng trọng thương. Nếu không cẩn thận, có khi sẽ thật sự mất mạng đó. Đó chính là chết có ý nghĩa đó. Nhưng cảm nhận của ta thì sao? Cô có từng nghĩ đến không?
ta sống hay chết? Quỳnh xót ruột như vậy. Quỳnh tu tiên của Quỳnh, ta bắt giặc của ta. Mỗi người có mục tiêu của mình. Liên quan gì đến Quỳnh đâu? Sao lại không liên quan đến ta? Ta chỉ là người bạn duy nhất trong nhân gian của Quỳnh. Vậy ta có thể làm người duy nhất. Người duy nhất gì chứ? Nhất Quyệt. Nhất Quyệt. Nhất Quyệt. Nhất Quyệt. Nhất Quyệt. Đừng sợ, ta sẽ đưa cô đến Miếu Nguyệt Lão ngay. Diệu pháp điều tiết. Đồng Linh. 3 năm trước, hình như ta từng gặp Quynh. Cô nhớ ra gì rồi? Xin lỗi. Nhất Quyệt. Nhất Quyệt. Chuyện gì vậy? Pháp luật của ta trở lại rồi. Quynh không phải người bạn duy nhất của ta. Vậy ta có thể làm người duy nhất. Người duy nhất gì đây? Người trong lòng. Cô không định nhân lúc ta không phòng bị đánh lén ta chứ? Khoan đã, Quynh vẫn chưa nói rõ đâu. Người duy nhất gì chứ? Chính là lời cô vừa nói đó. Người trong lòng duy nhất. Cô đồng ý không? Chuyện lớn chưa xong. Đồng Linh, người tu tiên như con, sao có thể vì chuyện nữ nhi tầm thường kéo chân? Cho nên di sư phạt con. Và con ngoan ngoãn đi theo Lý Bổ Đầu, làm trâu làm ngựa, bảo việc nghe đó không được cãi nửa lời. Nghe rõ chưa? Tam Thái Tử Bắc Hải Đồng Tiểu Linh. Nghe rồi. Không ngờ Lý Bổ Đầu cũng có lúc xấu hổ. Bớt đi. Khi cô hôn mê, pháp lực của ta đã hồi phục cả rồi. Chuyện yểm giờ cô không cần lo nữa. Ta đã âm thầm sắp xếp tất cả trong kinh thành rồi. Chỉ cần yểm xuất hiện sẽ có chuông nhắc ngay. Sao vẫn còn nhiều vậy? Cô nghỉ ngơi đi. Nè, ta không muốn. Giờ ta không sao cả. Đến 10 tên ta cũng đánh 10 tên.
Ta biết cô đánh được, nhưng ta vẫn mong cô có thể nghỉ ngơi cho tốt. Mời Lý bộ khoái đợi ở đây nhé. Ta ở bên huynh ấy lâu như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được huynh ấy có hơi khác với người thường. Đường đường là tổng bổ đầu, trốn chui trốn nhủi với kẻ lang thang. Ngươi thực sự coi mình là chú cứu thế tăng khổ tu à? Nè, ở yên đó, cướp đây thân thể của ta. Ngươi muốn làm anh hùng đơn độc, một mình giải quyết ta à? Ta còn tưởng là ai, thì ra là lớp bổ đầu của Lục Kiến Môn. Ngươi không để ta dùng thì ta nghe theo tâm nguyện của ngươi. Tiễn cười đi chết nhé. Không nhận ra Lâm bổ đầu của chúng ta cũng là một nhân tài. Dừng tay, dám điên cuồng to gan, dám ra tay với chủ quản. Lý bổ đầu, cô không nghĩ mình có thể cản được chúng ta chứ? Sư muội, ngươi cần muốn cứu cô ta sao? Rõ ràng ngươi có thể dùng pháp lực của ta mà. Lên! Sư huynh! Sư huynh, huynh sao rồi? Bị thương ở đâu rồi? Sư huynh có thể đứng đó cho chúng đánh chứ? Sư muội, nếu không thể áp chế được nó thì muội giết ta luôn đi. Sư phụ, nhất quyết ta không áp chế được nó, còn giết ta đi. Sư phụ, sư muội, thiên địa vô cực, bác bảo lôi khiếu, huynh làm gì vậy? Đại sư huynh, cô yên tâm, ta không làm hại huynh ấy đâu. Sư phụ, nhất quyết, sư muội, nhất quyết, nhất quyết, nhất quyết. Đồng Linh, ta nhớ ra rồi. 3 năm trước, sư phụ và sư huynh nói y như nhau. Rốt cuộc yểm đã làm gì chúng ta vậy? Rốt cuộc ta phải làm sao mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được nó? Nhất Nguyệt, Nhất Nguyệt, Nhất Nguyệt, không phải cô nói muốn biết 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Giờ pháp luật của ta đã khôi phục rồi. Ở ngay đây hả? Không cần gì biếu Nguyệt lão sao? Dùng pháp thuật này không phải làm cái trận hay pháp khí gì sao? Không cần, muốn giúp cô nhớ lại thì làm ở nơi quen thuộc nhất, với cô sẽ hiệu quả hơn. Chuyện gì vậy? Pháp thuật của huynh vô dụng mà. Thử lại lần nữa. Được. Cấm chế thượng tiên đặt ra, không muốn chúng ta biết suốt cuộc 3 năm trước xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ yểm còn đồng đảng? Huynh thử lại đi. Pháp luật của người này cao hơn ta, nếu cứ cố phá sẽ khiến cô bị thương. Đồng Linh, lúc trước yểm hại chết sư phụ ta, giờ lại cấm chế sư huynh ta,
Ta bắt buộc phải làm rõ chuyện năm đó mới biết được rốt cuộc nó có âm mưu quỷ kế gì. Thử lại lần nữa đi, Đồng Linh, ta không sợ bị thương. Đừng qua đây, Yểm. Ngươi ăn dục niệm để sống đúng không? Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem dục niệm lớn nhất thiên hạ. Ta muốn tứ hải thái bình. Sư phụ. Lý Nhất Quyệt, tiên giới tự có tiên quy. Ta tuyệt đối không thể để phàm nhân như người thoát được. Tiên giới. Khá khen cho cái thứ gọi là tiên quy. Đây là lý do để các người mặc kệ yểm gây quả nhân gian à? Dù sao người phàm chúng ta cũng chỉ là bọ kiến trên đường thành tiên của các người, còn dám xảo biện. Người của Lục Phiếm Môn hành thiện diệt ác, lấy chết làm chứng. Tam Thái Tử Bắc Hải, ta biết bộ mặt thật của ngươi rồi.